Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng toàn thể các bác quay trở lại kênh Đặng Tín Euro ngày hôm nay. Và vẫn là tiếp tục các video giảm giá đầu xuân năm mới. Thì xem xin kính chúc tất cả các bác một đầu xuân năm mới sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi. Và như thì em đã hứa các bác, em sẽ tiếp tục giảm giá sốc tất cả mặt hàng trong đầu xuân này, đẩy vang mấy quản lý nguồn nâng tiếng giá cực kỳ sốc thời điểm này luôn. Và đầu xuân năm mới các bác vào hoan ủng hộ cho một like nhé, bắt đầu trên like ủng hộ cho Đặng Tín Euro like nào và nhớ đăng ký kênh cho em. Đấy, đầu xuân năm mới anh em mỗi bác hãy bỏ ra vài giây hoan hỉ ủng hộ cho Đặng Tín để em lấy động lực em bán giá tốt nhất cho các bác. Qua nhớ ủng hộ cho một like nào và đăng ký kênh một đỏ bên dưới để không bỏ lỡ nhá. Rồi và em sẽ đi luôn rất nhanh nhá, rất là nhanh thôi, sẽ đi luôn các bác từng sản phẩm một. Đấy, và các nào thực sự muốn sở hữu thì hãy xem hết video cho em, tránh trường hợp tua nhá, có 5-10 phút thôi, các xem hết từ đầu đến cuối cho em. Đấy, để tránh trường hợp có câu hỏi đi hỏi lại. Và đầu tiên đây. Rồi, xin được giới thiệu các sản phẩm đầu tiên là một chiếc vang cơ lai số đến thiệu Nhật Bản Tamashi LX9. Và thực sự các bác là đối dòng vang này các bác đang đặt hàng em rất nhiều luôn. Thì ngày hôm nay em sẽ tiếp tục làm việc công ty Tamashi giảm giá sốc cho các bác 6 chiếc nữa. Một dòng vang cơ lai số đến thiệu Nhật Bản cực kỳ hay luôn nhá. Nếu bác nào đã mua con này và đang dùng con này thì bác biết về chất lượng của nó rồi. Cơ lai số một màn hình rất lớn luôn, đầy đủ cổng quang Bluetooth và đặc biệt con này rất dễ chỉnh. Hàng chính hãng của Tamashi thiệu Nhật Bản luôn. Đây, hàng chính hãng và được hãng bảo hành tận 2 năm cho tất cả các bác. Đây đằng sau của chiếc vang đây, một chiếc vang quá dễ chỉnh và rất là hay nhá, chống hú rất là tốt luôn. Đây đằng sau đây, nó sẽ đầy đủ cổng quang Bluetooth, hai đường nhạc vào này, MLMR sẽ hai ra chính. Con này có hai đường sâu ra, đường center và đường sub. Con này có 6 đường out ra như bằng số luôn, bạn thấy chưa? Và đằng sau có hỗ trợ cả mic Kalong, mic Sony đằng sau rất tiện luôn. Và có thể nhìn mặt trước con vang này, nó rất là đẹp. Phải nói rất là đẹp đúng không? Đầu tiên to nhỏ của nhạc, của mic, của echo vang nhạc. Đây bật tắt trong hú này, màn hình số có nhìn đẹp không? Và đây nó chia cho bác là echo, mic và music là nhạc. Bát chung của check echo này, bát chung của check của nhạc, bát chung của check của mic và phần echo gì vật ở đây. Nên là thực sự đối với dòng vang này em nói rồi, từ người già người trẻ ai thể chỉnh được một con vang cơ lai số đến thương hiệu Nhật Bản này. Và đây em sẽ alo cho bác nghe cái tiếng mic và sẽ báo giá các bác một mức giá rất là sốc trong nghiệp đầu năm này nhá. Rồi các bạn xem video nhớ ủng hộ cho mình like nhá và đăng ký kênh cho em nhá. 1 2 3 4 5 6 7 2 2 5 6 7 2 2 5 6 7. Đêm nay nghe tiếng mưa con ngồi đây nhớ mẹ. 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7. Mùa xuân vừa đến, hoa vị trên những bàn tay. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 1, 2. Bác vừa dùng cái tiếng mic của con vang cơ lai số đến thương Nhật Bản. Và ngày hôm nay em xin báo giá luôn, giá cực kỳ sốc. Hiện nay công ty đang bán con này là 2.200.000. Nhưng ngày hôm nay đầu xuân năm mới, bác nào chốt nhắn tin ngay qua cho sẽ đúng cú pháp chốt vang LX9. Giá chỉ 1.450.000 của vang cơ lai số đến thương Nhật Bản này. Nhanh tay nhá, 1.450.000 bao ship tặng cái giác Kalong bảo hành 1 năm. À bảo hành 2 năm, nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải đặt cọc, nó uy tín với em rồi. Chốt vàng LX9 nhắn tin ngay qua số lại nhá. Anh em nào chốt vô lòng có nhắn tin theo đúng cú pháp chốt vàng LX9, nhắn tin qua số này là có nhận cho đơn 1.450.000. 1.450.000 của vàng cơ lai số này các bác không mua ở đâu cái giá này tốt hơn rồi. Chốt nhắn tin ngay cho em chốt vàng LX9 nhá, 1.450.000 bao ship. Rồi, và tiếp tục đây. Tiếp tục ngày hôm nay em xin giảm giá tiếc bác những bộ mic cao cấp đến hiệu của BBS U898 Plus, một dòng mic thiệu của Đức nha. BBS tên hàng thanh lý của nguyên hộp shop luôn. Đối dòng mic này các mua ngoài thị trường hiện nay hãng đang bán, bây giờ giá cùng ngoài đang bán là hơn 5 triệu bộ này. Nhưng ngày hôm nay em sẽ bán các bác một giá cực kỳ tốt đầu xuân năm mới. Nếu bác nào đã dùng cái dòng mic này có biết rồi, và cái chất lượng của BBS thì nó vẫn là đẳng cấp luôn. Có làm sâu kẹo kéo rồi gia đình con này thì đẳng cấp rồi. 6 số tự ngắt của BBS nhá. Đây đằng sau đây, giác nguồn, giác 6 ly và 2 bên giác Kalong nhá. Hai màn hình rất đẹp luôn và hai lỗ nhỏ hai bên. Và quan trọng cái chất mic con này BBS thì nó quá là hay rồi, nó đủ ba giải, không bao giờ hiện tượng vỡ tiếng. Đây cho bác xem tai mic luôn. Nhìn tai mic BBS nó vẫn là cái gì nó rất là chất đúng không? Thực sự bác cứ cầm cái tai mic này bác sẽ thấy độ chất của nó. Đây có hai tai mic, à hai cái tai để bác vào tủ này. Và đặc biệt bác nhìn phụ kiện của BBS này, thường thì nó sẽ tặng hai chống lăn đúng không? Nhưng riêng dòng BBS này nó sẽ tặng của bác này hai cái chùm đít này đâu. Rất ít dòng mic nó tặng như này nhá, để bác nhìn từ cái chụp này cực kỳ chất luôn. Nhưng phải nói là em nó thực sự là nhìn có cái tai mic của BBS nó rất là đẹp luôn.
tiếng mic của BBS thì không phải bàn cãi nhiều rồi. Rồi em sẽ lôi bác nghe tiếng mic của tổng mic BBS này. Và sẽ báo giá luôn các bác, ngày hôm nay chiên 3 bộ thôi nhá. Chiên gấp 3 bộ thôi, cũng không có nhiều. 1, 2, 5, 6, 7, 2, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 7. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7. Bác nghe cái tiếng mic cho em nó đủ 3 giải. Thực sự tiếng mic nó quá là phê luôn. 5, 6, 7, 2. Em ơi chúng mình, chúng mình. 6, 7, lên 1, 2, 6, 7, 8, 9, 7, lên 1, 2. Em xin báo giá luôn duy nhất 3 bộ. Bác là chốt nhắn tin cho em. Chốt mic 898, model là 898 này. Chốt mic 898, nhắn tin cho em giá 2.200.000. 2.200.000 mic em báo ship cho một mic BBS cao cấp. Thực sự là không ở đâu có ra này luôn. 2.200.000 cho bác là chốt. Chốt mic 898, cứ nhắn tin qua số loại nào có nhiều chất đơn nhá. Chốt mic 898, đúng cú pháp cho em. Chốt mic 898, có 3 bộ duy nhất được giảm giá thôi. Thực sự là cái mic này thì các bác chơi nó cứ không hay về nhận hàng, không hay cứ giảm lại, thoải mái chưa? Đến mua hàng với em. Cho mic 898, 2.200.000 cho bác ship nhá. Quá tuyệt vời, quá rồi. Thực sự là giá ngày hôm nay em đặng tín bán bác là giá tốt nhất chưa được có rồi. Đấy, 2.200.000 mic này bao ship. Rồi, và tiếp tục đây. Rồi, tiếp tục cho bác là không thể thiếu là chiếc máy lưng tiếng đang bán cực kỳ nhiều bên em đây thời điểm vừa rồi. Đây là dòng lưng tiếng chính hãng của TACT, TA99, một dòng lưng tiếng huyền thoại của hãng luôn. Đây có thể nói là một chiếc máy lưng tiếng cực kỳ hay của hãng TACT và bán rất nhiều rồi. Đấy, thì ngày hôm nay em sẽ tiếp tục giảm giá sốc và với mức giá của bác khẳng định là sập sàn luôn, chưa từng có luôn. Với dòng lưng tiếng chính hãng này thì trong bộ dàn bác hiện nay không thể thiếu chiếc máy lưng tiếng rồi, để lưng tiếng nhạc của tiếng mic nhá. Thì đây là một sự chọn cực kỳ hay luôn. Đây. Và bộ bác 3 watt này hàng chính hãng của TACT nhá, hàng chính hãng luôn. Tất cả sản phẩm 715. Đằng sau đây, hai đường nhạc vào này, hai đường nhạc ra, và lưu cho em đường giữa là ra súp nhá. Và nếu bác muốn cắm đường giáo hoa sen lưu cho em này, thường lại cắm trắng với đỏ, như con này sẽ cắm là hai cái tắc đỏ input đây, sẽ là hai nhạc đường vào này, hai cái trắng output này sẽ là hai đường nhạc ra nhá. Một màn hình rất là nét luôn. Đấy. Và bây giờ in bypass này có nghĩa là qua lưng tiếng hay không qua tiếng, bắt buộc ấn vào thì con lưng tiếng tác dụng. Bây giờ sẽ test bằng cái chất âm của chiếc máy lưng tiếng này và sẽ báo giá các bác ngỡ ngàng luôn nhá. Qua tiếng nhá, không qua tiếng này. Có nghe tiếng nó trùng không? Tiếng nó chui phản đúng không? Qua tiếng nhá. Khác biệt hoàn toàn luôn. À không qua tiếng này. À tiếng nó chìm luôn. Qua tiếng nhá. Khác biệt rõ ràng luôn. Em xin báo giá ngày hôm nay, bác nào chốt nhắn tin cho em chốt lưng tiếng 999, model 399 này, chốt lưng tiếng 999, nhắn tin qua cho em giá chỉ có 950.000 thôi. 950.000 một chiếc em bao ship. Cơ hội không có nhiều bác nhá. Các mua ở đâu một chiếc máy lưng tiếng chính hãng chưa đến 1 triệu đồng như này. 950.000 hàng nguyên hộp shop 715 tặng cho các đông. Bác sẽ được nhận hàng, kiểm tra thanh toán, không phải đặt cọc. Là mua hàng với em biết rồi đấy. Chốt lưng tiếng 999, 950.000. Những mức giá thực sự các bác là nó ngỡ ngàng luôn. 950.000 thôi. Một chiếc máy lưng tiếng như này, bảo hành tới 1 năm, nhận hàng kiểm tra thanh toán, được chưa? Chốt lưng tiếng 999. Quá rẻ, quá sốc, tất cả bác là thực sự bao giá rẻ sốc nhất cho bác luôn. 950.000 nha. Được chưa? Chốt lưng tiếng 999 nha, 950.000 thôi, em bao ship. Ok, rồi. Và tiếp tục đây. Chỉ trước mắt qua đây là những chiếc quản lý nguồn. Thực sự cũng bán rất là nhiều thời gian vừa rồi. Các bạn đang đặt hàng rất nhiều luôn. Đây là quản lý nguồn PSD hàng chính hãng luôn. Một dòng quản lý nguồn cao cấp. Và em sẽ tiếp tục xả giá sốc các bác. Đấy nha bác. Là bộ dàn rồi. Dùng gia đình thì cũng không thể thiếu một chiếc quản lý nguồn rồi. Để nó cắm cái thiết bị điện đây rất an toàn và bảo vệ. Đây, hiệu sự của áp nó sẽ nhảy luôn. Và đặc biệt con này sử dụng áp cao cấp là AC63 cao cấp nhá. Đằng trước có hai ổ cắm và em bao cho tất cả bác cắm cái dòng này nó rất chặt chân. Và bật tắt từng cổ một, rất tiện lợi chưa? Màn hình báo số vôn đây bằng sau đây nhá. Đằng sau đây có 2, 4, 6, 8 ổ cắm. Báo để ý cho em tất cả chân cắn vào đồng hết. Và dây nguồn đầu vào rất lớn nhá. Thì anh em yên tâm về độ chịu tải nhá. Và đặc biệt ngày nay em xin báo giá luôn cho các bác. Em bán
giá chưa từng có trên trường luôn. Bác nào chốt nhắn tin cho em chốt quả những nguồn PHD em bán chỉ có giá 950.000 thôi. Bán tri ân đầu nó xuân quá, 950.000 duy nhất còn 5 chiếc thôi. 5 chiếc cuối cùng cho năm bác hành tay nhá. Chốt quả những nguồn PHD nhắn tin qua số điện thoại là có nhiều chơi hơn. Anh em ghi rõ đúng cú pháp cho nhá. Chốt quả những nguồn PHD này 950.000. Những cái mức giá thực sự các bác nó cực kỳ sốc cho toàn thể các bác rồi. 950.000 thôi, bao ship tận nơi bảo hành 1 năm. Nhận hàng kiểm tra thanh toán, chốt quả những nguồn PHD. Cứ nhắn tin qua số điện thoại là có nhiều chơi hơn. Đấy, đây anh em biết rồi đấy. 950.000 nha, chốt quả những nguồn PHD 950.000 thôi. Chỉ 950.000 các bác sở hữu một chiếc quả những nguồn này, có mua ở đâu được nào. Đằng trước 6 có 8 ổ, đằng trước 2 ổ là 10. Ad cao cấp của C63 nha, sử dụng ad cao cấp nhất là C63 nha. Ok chưa? Rồi đây. Rồi và tiếp tục nha, xả tiếp các bác những chiếc mic dây cao cấp đến thiệu Nhật Bản sang xui. Các bác đang đặt hàng cái dòng mic dây này nhiều quá và yêu cầu em xả tiếp thì ngày hôm nay em sẽ tiếp tục giảm giá sốc các bác những chiếc mic dây đến thiệu Nhật Bản sang xui, hàng cao cấp nhá, sang xui Japan Technology nhá. Đây tất cả hàng nguyên hộp sốc, cầm một tay mic nó cực kỳ nặng luôn, dây mic xịn nhá, dây xịn chống nhiễu dài 5 mét luôn, các bác yên tâm chưa? Từ những cái rắc này. Và cho bác nhìn xem củ mic này. Bác nhìn củ mic này. Quá chất luôn. Còn nếu bác nào đã mua cái dòng mic này, bên em có biết rồi về cái chất lượng của nó thì không cần phải quảng cáo nhiều. Và ngày hôm nay em xin tiếp tục giảm giá sốc cho tất cả bác với dòng mic dây này. Giá chưa từng có luôn. Bác nào muốn sử dụng dòng mic cao cấp đến dòng mic dây cao cấp này, bác nào chốt nhắn tin cho em chốt mic dây. Giá chỉ có 280.000 một chiếc, em bao giá rẻ nhất luôn. Bác nào lấy 2 chiếc chốt 2 mic dây, của bác nào lấy 1 chiếc gần chốt mic dây nhắn tin cho em. 280.000 một chiếc. Cam kết rẻ nhất thị trường cho tất cả các cái dòng mic dây này. Chốt mic dây nhắn tin cho anh em. 280.000 rồi nha, các bác nghe không nhầm đâu, chỉ 280.000 thôi. Em sẽ bao ship tận nơi các bác, bảo hành các bác 1 năm luôn. Được chưa? Đối với dòng mic dây này. Cầm nó thực sự nó đáng đồng tiền nha. Nói chung là anh em bỏ tiền ra nó xứng đáng luôn. Chốt mic dây 280.000. Đấy, và rồi mọi chi tiết mua hàng hãy liên hệ qua số điện thoại em 0916 957 808. Và xin chào các bác nhé, bác nào nhu cầu hãy liên hệ cho em 280.000 một chiếc mic dây cao cấp này thôi. Chào các bác nhé.